Hôm đó mẹ không lên trên họ vui lắm, không khánh thành mẹ lên thì vui lắm, trai là vui. Con cháu nói hôm đó khánh thành họ ấy, nhà thờ họ ấy, mà mẹ lên thì vui lắm. Thấy con cháu mẹ biểu diễn nghệ thuật rồi, hát rồi, múa rồi, các thứ. Mừng lắm. Mừng lắm. Vui lắm, vui lắm. Nó mãi chín mà. Nó mãi chín là cái mặt sướng. Rồi tập này, rồi thì mặt sướng rồi to rồi. Có phiền có cái bài thơ mà cô ốm mà in đem về hả? Bài thơ cô ốm. Phiền nói là có cái bài thơ mà cô ốm hay lắm mà đem về cho mẹ với cho Nguyệt mà chúng thấy. Bài thơ cô ốm miếng. Hay lắm. Tôi đi làm ốm à. Không biết bài gì mà hay lắm. Mấy nói. Ai rồi đâu? Phiến. Phiến à? Phiến em Phiến tông nữa. Phiến em kinh cùng cổ. Về chứ. Cả nhà. Nói phiến, phiến em kinh. Ra thằng... Thằng con ở ngôi Hà Nội cùng về. Đúng rồi. Con ở chứng kiến cho cái hò Nguyễn Phúc nhiều lắm. Nhiều tiền. Thông cô Vê là về cùng... cổ người vắt được tính mới mươi cổ vắt nghề đi rồi cổ nay đâu cũng mươi cho cũng mươi bên cảnh tân của những người chứa thì ai trong cái gì đấy vui lắm quá vui vui lắm mừng lắm mừng phấn khởi mừng phấn khởi lắm mừng ban được mình đứng ban nào thì mà mình đứng cảnh tân là mình đứng làm luôn khánh thành luôn trong năm 12 kéo đề ra đến tầng 2 tầng 3 thì trầm đăng ký thể hào hưng hưng hực mà con cháu về tịch về nhất vui vẻ. Ông đề thật tôi, ông tôi lái lên đi. Ông Tông tôi có không biết được. Ông là bán mình nhất chị thì nhất rồi. Được rồi. Mà cái thằng đầu. Bây giờ hàng toàn cái thằng đầu đọc cống để từ hề. Đọc cống trời với nữa. Đọc cống trời là. Mà ráng mà lời mà chị cũng rồi. Mà bằng tình thì đọc cống trời là. Người bán mình.